Chào cả nhà nhé, đằng trước mọi người, đây là anh Dũng ở Phú Xuyên này. Là sau khi lên top top thấy xe có một chị gái đi con xe Yaris TC này và có nhắn cho Hà Lộc Bay hỏi con gì, Hà Lộc Bay tư vấn ngay con này. Thì hôm nay có lên cho anh một con Yaris TC 800 phiên bản 2023 Classic. Con này thì là màu xi măng đúng màu anh thích chưa? Đi thử cho anh. Đi thử ạ. Thấy ok không? Ok ạ. Ok à. Cảm ơn anh nhá. Anh biết đây Hà Lộc Bay qua top top này là con này. Vâng, em biết qua top top ạ. Rồi, cảm ơn anh. Đây là hôm nay là mua xe cho anh đi là chủ yếu, chứ thỉnh thoảng chị vẫn đi ké, nhưng em đây size M này thì nó hợp size anh hơn, thì tôi để đi size M. Thỉnh thoảng chị đi thì hạ yên xuống nhá, có cái lục giác hạ yên xuống thấp một tí. Cái xe này chú ý cho em một cái điều là trong quá trình sử dụng ấy thì cái đĩa phanh này này tuyệt đối không cho bất kỳ cái gì liên quan dầu mỡ hoặc là RB7 vào nhá, kể cả nhỏ xích vào đây, là nhỏ dầu xích vào đây, nhỏ vừa đây nó bắn đằng kia, chẳng may là có bắn dây dầu mỡ vào thì anh lau chùi bằng cái xà phòng các thứ đi, không trường hợp mà chúng ta đi bóp phanh mà nó cứ kêu kít kít đấy thì rất là có xử lý nhẹ nhàng thì xử lý xe, đừng để nó lặng quá. Tuyệt đối không dò giờ bị bẩy xịt các thứ vào thấy bẩn thì xịt vào đấy nhá. Thì nó sẽ ra tiếng kêu rất là khó chịu, xe xịn nó đi kiểu tiếng kêu thì nó rất là khó chịu. Cái đấy chú ý cho em. Chẳng may nó dính rồi thì dùng xà phòng vệ sinh sạch nhá. Vệ sinh sạch mà vẫn không hết thì tháo cái má này ra vệ sinh tiếp. Cái má phanh tháo ra thì lưu ý cho em là bấm cái này này. Rút cái má ra, trong quá trình rút má ra tuyệt đối không có phanh nhá. Đấy, vệ sinh sạch xong là cho lên bếp ga cò lửa cho nó cháy cái dầu đi rồi lắp lại chắc chắn hết. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh chị nhá. Rồi, cảm ơn mọi người.